Kính thưa quý vị, hoàng tử William Anh Quốc, công tước xứ Cambridge đã gặp các cụ tù nhân hôm thứ Tư tại một buổi tiệc từ thiện ở London, Vương quốc Anh của tổ chức Sandview Club, chuyên giúp đỡ các tù nhân mãn hạn tù tránh xa tội lỗi và ngăn chặn họ trở lại nhà tù một lần nữa. Hoàng tử, người bảo trợ của niềm tin, ca ngợi sứ mạng của tổ chức từ thiện St. Giles Trust trong một bài phát biểu cảm động kỷ niệm 50 năm thành lập. Hoàng tử nói, trước khi tôi đến thăm St. Giles Trust lần đầu tiên trong năm 2009, tôi tự hỏi làm thế nào mà một tổ chức tương đối nhỏ như vậy lại có thể làm được nhiều điều khác biệt như vậy. Trong vòng vài phút gặp gỡ các tình nguyện viên và nhân viên của hội, sau khi quan sát mối quan hệ của họ với thân chủ, tôi đã tìm được câu trả lời. Các thành viên của hội St. Giles Trust đã dâng hiến cuộc đời của mình để giúp đỡ người khác. Họ hiểu những gì thân chủ của mình đang trải qua, bởi vì trong nhiều trường hợp, chính họ cũng đã trải qua. Họ hiểu được cảm giác không có hy vọng, không có con đường dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Họ biết làm thế nào để khôi phục lại niềm hy vọng và mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho những người họ đang giúp đỡ. St. Giles Trust sử dụng cụ phạm nhân làm nhân viên. Tổ chức này cung cấp các hỗ trợ thiết thực như thế nào, như nhà ở, đào tạo kỹ năng, tìm kiếm việc làm và tái hòa nhập cộng đồng. Cốt lõi công việc là đào tạo phục vụ tù nhân và cụ phạm nhân với tư cách là nhân viên tư vấn bằng cách sử dụng trải nghiệm của chính bản thân. Hơn 1/3 nhân lực tại Trust là cụ phạm nhân.